Tập 9. Ê, đợi, đợi đã. Sao thế giám đốc Cố? Cô đang làm gì đấy? Tôi đang tìm miếng rửa chén để rửa bát. Rửa bát? Vâng. Nhà tôi hôm nay cúp nước. Cúp nước hả? Phải. Để tôi xem. Vòi nước không dặn được. Nguy hiểm lắm. Dọn dẹp đã xong. Như cái đó. Cái đó ấy. Cái đó để dùng nước khoáng. Cũng được sao? Vậy tôi vất vả rồi. Muộn rồi. Cô về nhà nghỉ ngơi đi. Giám đốc Cố vẫn còn sớm mà. Tôi cũng mới đến mà. Không sao, tôi lo phần còn lại. Tôi để đó tôi làm được rồi. Cụ thuốc tẩy dài dẻ lâu. Ở trong bếp tôi chưa lấy nữa. Để tôi cặp của cô đây. Đợi đã, về nhà an toàn nhé. Giám đốc Cố. Lạ thật. Tung 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 tung. Song Kiều, sao mặt cô nhợt nhạt thế? Có bị hạ đường huyết không? Sao lại ở đây? Tôi ra ngoài chạy bộ. Chạy bộ sao lại cầm hai cái kem? Cô ăn không? Nó đang tan đấy. Nó tan hết rồi. Ngày nào cũng mệt như vậy, sao cô vẫn làm ở Clean First? Không phải cô luôn than về giám đốc Cố sao? Hơn nữa, vì để giấu chú thị mà cô ngày nào cũng thấp thỏm. Vì sao cô vẫn chưa rời đi? Tôi cũng phải kiếm sống mà. Thế nếu tôi tìm cho cô một việc lương cao và đàng hoàng hơn thì sao? Cô nghĩ cô sẽ nghỉ việc chứ? Tôi vẫn chưa có lý do gì để nghỉ việc mà. Vậy cô có lý do gì để ở lại đâu? Có chứ. Công ty đang phải đối mặt với vài vấn đề tài chính. Mọi người đều góp sức giúp đỡ cho công ty. Chúng tôi cần nhiều đơn hàng hơn. Một nhân viên như cô muốn cứu cả công ty à? Anh thất nghiệp cho nên không hiểu đâu. Cả ngày chỉ lo cặp kè thôi. Làm gì có. Tôi thấy mấy cô đi ra từ nhà của anh đó. Để tôi làm rõ nha. Họ không phải bạn gái tôi. Họ đều là khách hàng của tôi. Khách hàng. Đúng rồi, thực ra tôi là bác sĩ tâm lý. Nhiều người tìm tôi xin lời khuyên tình cảm. Quá ra là bác sĩ tâm lý hả? Tôi tưởng anh chỉ là kẻ vô công rỗi nghề thôi. Thế thì anh là bác sĩ tâm lý. Tôi hỏi anh cái này nha. Cô nói đi. Liệu một người con trai có chủ động nắm tay và hôn một người con gái mà anh ta không thích không? Anh ta chưa từng nghĩ đến hẹn hò, thậm chí còn dường như không có gì xảy ra. Bỏ đi. Sao tôi lại hỏi anh chứ? Dù gì cũng không thích mình, càng chả có chuyện yêu đương. Không phải cô hỏi sao? Tự nhiên lại đi tự trả lời. Vì câu trả lời quá rõ ràng rồi. Cuộc đời này thật bất công mà. Rõ ràng là lỗi của con trai. Sao chỉ có con gái là đau khổ nhất thôi? Đừng có giơ đũa cả nắm như vậy chứ. Tôi là kiểu con trai sẽ không bao giờ làm cô buồn đâu. Anh đừng lúc nào cũng nói vậy với con gái. May cho anh là tôi rành tính khí của anh đó. Nếu là người khác thì đã coi là thật rồi. Vậy về nhà thôi. Song Kiều về nhà rồi à? Chào bác, chào cháu. Thực ra cô có thể coi là thật mà. Cà phê ngon quá. Ừ. Bảo bối, em uống nhiều cà phê lắm à? Không hẳn. Hi. Chào. Sao em lại ở đây? Chị tan làm rồi à? Nào đi ăn thôi.
Chị phải về nhà rồi làm việc nữa, không có thời gian đâu. Dù gì chị cũng phải ăn mà. Chị ra cửa hàng tiện lợi ăn cho nhanh. Được, em sẽ đi với chị. Đi thôi. Bữa tối chị ăn có nhiêu đây thôi sao? Thế ít quá, em không hiểu cuộc sống của người lớn đâu. Nếu em buông thả quá, em sẽ bị trừng phạt đấy. Con nít không được uống bia. Vì sao chứ? Giờ em là người lớn rồi mà. Em... chị không có cảm giác với em sao? Thằng nhãi này. Vậy cô thì thầm gì khi nhìn vào bức ảnh đó? Ý tôi là anh mặc màu xanh hợp đấy. Sau này nên thường mặc màu xanh hơn. Phim được thuyết minh bởi Fango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Xanh Dương. Song Kiều. Tình sốt dẻo. Sao thế? Giám đốc Cố kìa. Giám đốc Cố. Chào buổi sáng. Giám đốc Cố, hôm nay anh mặc màu xanh đẹp đấy. Đừng hiểu lầm. Tôi gửi mấy bộ khác đi giặt khô rồi, nên chỉ còn bộ này thôi. Làm việc chăm chỉ nhé. Phải rồi. Giám đốc Cố, còn 5 bộ cơm lê nữa trong phòng thay đồ. Nhỏ tiếng thôi. Thật mà, nhìn cách anh giận bình dân kìa. Màu xanh mà không phải đen. Cậu thôi đi. Cô nghĩ anh ấy có chuyện gì không? Xảy ra vấn đề gì sao? Song Kiều. Anh nói gì cơ? Khỏi đi. Cô cũng có vẻ mất hồn luôn rồi. Văn phòng giám đốc. Anh tìm tôi à, giám đốc Cố? Việc đánh giá vị trí chính thức, cô nắm rõ chứ? Bộ phận vệ sinh thủ công của cô Song Kiều sắp hết thử việc rồi đó. Cô ấy làm việc chăm chỉ lắm, thời gian sắp hết. Cho cô ấy vị trí chính thức đi. Dân, tôi hiểu rồi. Cô Mai Hoa. Đông Hiền. Sao cô lại đến đây? Cô đã sắp xếp buổi trưa cho Dân Tề và Tiến Tiến rồi. Thằng bé nghe điện thoại có vẻ chả có quan tâm gì hết, cho nên cô đến tìm cháu nói trước. Lát nữa giờ nghỉ trưa cháu nhớ nhắc nhở nó nha. Sau đó trực tiếp lái xe đưa nó tới nhà hàng cô đặt trước là được. Dạ được. Nhưng lợi giám đốc Cố không đồng ý. Cháu cũng không thể. Mẹ, đừng phiền Đông Hiền nữa. Dân Tề, mẹ còn tưởng con chẳng quan tâm gì đến buổi hẹn hò này nữa. Xem ra hôm nay trước khi ra khỏi nhà con còn để tâm mặc đồ đẹp nữa. Con ít khi ăn mặc thoải mái như vậy. Màu này đẹp đấy. Mẹ đừng có lo, trưa nay con sẽ đến đó mà. Con cũng cần nói chuyện với cô Uông nữa. Mẹ, nếu không có chuyện gì mẹ về nhà nghỉ ngơi trước đi. Không sao, mẹ lại lát rồi gì. Khi nào rảnh, thảo nào khi mình hỏi, anh ấy trả lời do dự. Quá ra là nghĩ về người khác từ lâu rồi. Giám đốc Cố, sao hôm nay anh lại rảnh rỗi ăn cùng tôi vậy? Cô Uông, đợt trước báo chí đổ ra tin tức không hay. Cô đã phải chịu nhiều áp lực. Cô đã bảo vệ tôi trên live stream. Tôi rất cảm kích cô.
Chỉ có thế thôi sao? Tôi suýt nữa bị kẻ xấu tấn công. Từng này sao đủ để đền bù cho tôi? Thật ra tôi cũng muốn nói rõ với cô một chuyện. Tôi biết mẹ tôi nói rất nhiều về cô. Bà ấy đang cố hợp tác cho chúng ta. Nhưng anh không thích tôi đúng không? Tôi có ngốc đâu. Đó là ý của cố phu nhân, chứ không phải anh. Suy nghĩ của bà ấy cũng không phải suy nghĩ của anh mà. Hơn nữa, tôi chưa từng có ý với anh. Có lẽ ta có thể thành bạn tốt. Cho tôi xin đi. Tôi là Uông Thiến Thiến, không cần ai theo đuổi. Tôi bảo vệ anh trên mạng như thế vì chính tôi cũng không thể nhịn nổi mà. Tiện thì nói giúp tôi, đừng để ý quá. Cô giúp tôi việc lớn như vậy, sao tôi không để tâm được? Thế này thì sao? Kể từ giờ, nếu như cô cần dịch vụ dọn dẹp hay dụng cụ lau dọn, công ty Linfirst sẽ đảm nhiệm hết. Cô thấy sao? Không sao. Lần trước bị tấn công, nhân viên của anh là Lý Đông Hiền đã cứu tôi mà, nên coi như quà đi. Đông Hiền cứu cô. Anh ta trông có vẻ chậm tiêu, nhưng thực ra cũng khá kỹ tính. Phải rồi, hôm nay Đông Hiền chở anh đi nhỉ? Không, tôi tự lái xe đến đây. Cậu ta ở công ty. Vào đi. Giám đốc Cố, anh muốn gặp tôi à? Phải, Đông Hiền, tôi có việc cần nhờ cậu đây. Gì vậy à? Chuẩn bị một bộ tất cả các sản phẩm bán tại công ty, gói thật đẹp vào nhé. Rồi giao cho Uông Thiến Thiến, càng sớm càng tốt. Giao cho cô Uông à? Ừ. Dân à, tôi đi làm ngay. Được rồi. Để tôi giúp anh. Cảm ơn. Anh mang nhiều đồ vậy, đi đâu thế? Giám đốc Cố bảo tôi gửi một bộ tất cả dụng cụ vệ sinh cho cô Uông. Xem ra giám đốc Cố và cô Uông tình cảm rất tốt nhỉ? Đúng rồi, hôm nay họ còn ăn trưa cùng nhau nữa mà. Hôm nay anh ấy còn mặc cả màu xanh vì cô ấy. Đúng vậy. Cửa hàng thực phẩm. Chú Thị, sao chú không vào nhà? Tiểu Lục, chắc chú quên chìa khóa trong nhà rồi. Hãy chú sang nhà cháu đi, để Song Kiều cho Tuấn Kiệt về đi. Không sao đâu, để chú gọi thợ khóa. Chú phải vào nhà sớm để nấu bữa tối. Sắp đến giờ ăn tối rồi mà. Khỏi cần đi chú, cháu đi lấy chìa khóa chỗ Song Kiều đây. Công ty cô ấy gần đây mà. Đợi chú với. Đợi chú cùng đi luôn. Gần đây à? Chú đi cùng luôn. Chú Thị, chú khỏi đi, cháu sẽ quay về ngay. Nếu đi nhanh thì chú đi với cháu luôn. Cháu đi xe máy, thế tiện hơn. Chỗ ngồi sau cũng tiện mà. Đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Không hay rồi, chú mà theo mình thì bị lộ mất. Đi thôi. Chú Thị, cháu nhớ ra rồi. Xe cháu hỏng mất tiêu rồi. Không nổ máy được. Chú vừa leo lên là nó hỏng rồi. Hỏng ngay thời khắc quan trọng thế. Không sao. Đi thôi, bắt taxi đi. Đi thôi. Nhưng chú Thị, chú cháu mình đột nhiên đến đó có vẻ không ổn đâu. Cứ để cháu đi một mình đi. Chú đi thì đột nhiên quá. Cháu đi thì là tự nhiên hơn. Cháu nói cái gì vậy? Không phải là vì cái chìa khóa. Còn bé làm ở đó biết bao lâu rồi mà chú chưa từng đến đó. Đi thôi nào. Đứng dậy, đứng dậy. Chỉ đừng cho chú, đi đi. Dẫn nó lên. Được rồi, đi thôi. Chỉ đường đi. Vào đi. Giám đốc Cố, tôi đã gửi đến đó theo yêu cầu của anh. Sao mà cậu quay về sớm vậy? Vâng, anh bảo càng sớm càng tốt mà. Không phải Đông Hiền. Thật ra đôi khi cậu chọn cách làm từ từ cũng được mà. Chọn cách làm từ từ. Đừng lo, giám đốc Cố, tôi làm việc sẽ không chảnh mãn đâu. Sau khi giao hàng cho cô Uông, tôi về ngay, không nắng lại một phút nào cả.
Gì thế? Tôi sợ đấy. Yên đi, bố cô đang ở đây đó. Che đồ lau công lại đi. Song Kiều. Tiểu Lục. Bố, sao bố lại đến đây? Con nói thật đi. Có phải con với Tiểu Lục đang hẹn hò không? Chú Thị à, chú sẽ chúc phúc cho bạn cháu chứ? Nói đi. Hai đứa bắt đầu từ khi nào? Con theo đuổi anh ấy trước. Vì lúc chăm chỉ làm việc, vì anh ấy rất đẹp trai. Còn nữa, anh ấy không phải là kẻ đào hoa. Quan trọng nhất là tinh thần và thể chất tốt, không có thói quen xấu, càng không có những vấn đề như chứng sợ bẩn. Một người con trai như thế tốt gấp bao lần mấy anh người thừa kế kiêu ngạo. Con phải nắm bắt cơ hội chứ. Được rồi, biển là hai đứa hạnh phúc, vậy thì tốt. Chúng ta là hàng xóm mà, từ giờ chúng ta sẽ càng thân hơn nữa, phải không Tiểu Lục? Chú Thị à, chú đừng lo, cháu sẽ đối tốt với Song Kiều nhà chú. Được rồi, con cũng nên đối tốt với thằng bé đi. Con tốt với anh ấy mà, con là bữa sáng cho anh ấy nữa mà. Tiểu Lục à, tối qua nhà ăn cơm nha. Cảm ơn anh, nếu không ba của tôi phát hiện ra. Nhìn cô kìa, trông cô không vui gì hết. Không có. Nếu như không có thì đừng cúi gằm như vậy chứ, cười lên một chút đi. Nhìn mặt nham nhở của cô kìa. Hồi nào đâu, đau quá. Tôi sai rồi. Song Kiều, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô. Thì anh nói đi. Cô có nghĩ đến chuyện chúng ta hẹn hò thật không? Anh vừa mới nói gì? Bỏ đi, giờ không phải là lúc lắm. Đợi chú Thị đi vệ sinh xong, tôi sẽ đưa chú ấy về nhà luôn. Được rồi, vui lên nha. Tuấn Kiệt, tôi thích ảnh đại diện mới của mình. Có khi nào Tuấn Kiệt dùng hình đôi với một cô gái khác? Em ấy có bạn gái rồi sao? Để tớ xem. Cái này, nhìn kia, đúng rồi. Phải nó không? Đồ trăng qua, còn bảo là thích mình. Thế này thì sao? Để tớ xem. Alo. Đúng rồi, tôi vô cùng xin lỗi. Được rồi, tạm biệt. Chị làm gì ở đây? Trùng hợp thế, chị chỉ đi ngang qua thôi. Đừng có giả vờ nữa, chị không đi vào cửa trước. Em thấy chị đứng lây lâu lắm rồi. Thật ra điện thoại của chị có vấn đề, chị định nhờ em sửa giúp. Đi theo em. Đi thôi. Điện thoại chị sao thế?
Điện thoại của chị có đôi lúc bị đứng, có đôi lúc lại rất nóng. Bình thường mà. Điện thoại cũng giống người thôi, nó cũng vậy thì mà. Đến độ tuổi nhất định, nếu không được yêu chiều, nó sẽ lên cơn sốt và bị đứng. Giống như vì con người đỏ mặt và tim loạn nhịp. Nhanh vậy sao? Hồ sơ. Cà phê của cô đây. Cà phê chị không uống là nguội đấy. Em quay lại làm việc đây. Nếu không em sẽ bị mắng. Tạm biệt. Chúng ta không có gì để nói ngoài tình yêu. Tôi đang đi giao tài liệu. Muốn mua gì không? Phải rồi, tôi suýt quên cái này. Cảm ơn, không có gì đâu. Thế là sao? Rõ ràng là anh đã ở bên người khác, lại đi đùa giỡn với tôi. Thế là sao? Có bạn trai rồi lại bảo thích mình nữa. Mời vào. Giám đốc Cố, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của tôi. Anh có bạn gái rồi, sao lại hôn tôi hả? Rồi trêu ghẹo tôi nữa. Một chân hai thuyền vui lắm sao? Rốt cuộc là ai một chân hai thuyền? Cô và Lục Hiển còn vui vẻ ra mắt gia đình nữa mà. Cô hỏi thế là có ý gì chứ? Cô thấy thú vị lắm hay sao? Một anh có bạn trai còn chưa đủ. Đừng đổ tiếng xấu cho tôi. Lục Hiển và tôi không hề như anh nghĩ. Tôi tưởng anh là người tốt nữa chứ. Đồ đẻo. Cái gì? Đúng là tên xấu xa. Đã là kẻ xấu rồi còn đổ tội cho tớ. Vậy sao còn tặng mặt nạ cho tớ nữa? Nghe cậu kể, sao tớ thấy giống ghen quá vậy? Không đời nào. Sao mà ghen được chứ? Anh ta chỉ trêu tớ thôi. Dám làm không dám nhận. Đúng là tên khốn đào hoa. Tớ nói thật đấy, cậu nghĩ xem. Khi cãi nhau với cậu, anh ta cứ nhắc Lục Hiển. Vì sao chứ? Chắc chắn vì thích cậu rồi. Cho nên mới ghen đấy. Cậu có thể thử lần nữa. Anh ta càng ghen, nghĩa là anh ta càng thích cậu hơn. Anh ta thật đáng ghét quá đi. Song Kiều, nghĩ lại thì cậu đang hẹn hò với Lục Hiển, nhưng đồng thời là đi ghen với Cố Nhân Tề và Uông Tiến Tiến. Loại logic gì vậy chứ? Tớ có hẹn hò với Lục Hiển đâu. Bọn tớ chỉ diễn trước mặt của bố tớ thôi. Có thể Cố Nhân Tề cũng diễn thôi. Không đời nào. Hôm nay anh ta mặc màu xanh, ăn dần kỹ càng để đi gặp cô ấy mà. Còn nhờ Đông Hiền gửi quà nữa. Kể cả có diễn thì cũng dần thành thật rồi. Cậu nói đúng đó. Con trai và con gái đâu chỉ thể là bạn. Nhất là với một anh giám đốc đời tư trong sạch, đụng độ phát thanh viên xinh đẹp như Tiến Tiến. Thị Tuấn Kỳ, em nói xem nam nữ làm bạn được không? Cậu phụ thuộc vào mức độ quan hệ để đến đâu? Nếu đã đến ôm và hôn rồi thì sao? Vẫn còn là bạn được chứ? Tất nhiên là không thể. Chỉ có thể tiến thêm một bước. Đúng không chị Chu Nghiên? Ai cho em ngồi lên giường của chị? Xuống dưới. Có cần văng xa đến mức đó hay không? Trời ơi, đừng có giả vờ nữa nha, đau quá. Đứng dậy đi. Lý Đông Hiền.
Mời anh vào. Cô Uông, robot hút bụi này được kích hoạt bằng giọng nói. Nhấn vào nút này để khởi động. Xin chào, hãy nói gì đi, để tôi có thể ghi nhớ và nhận ra giọng của bạn. Lý Đông Hiền, tôi nên nói gì? Cô nói gì cũng được, bất cứ điều gì mà. Được rồi, đã xác định giọng nói hai bạn, ngài Lý và cô Lý. Chắc sửa lại được đó, để tôi thử cho. Bây giờ tôi đang cần, cứ để thế đi. Mày có thể bắt đầu dọn dẹp từ phòng khách. Tôi hiểu rồi cô Lý. Cái đó anh ngồi đi, tôi đi lấy nước cho anh nha. Tôi... Đông Hiền, cậu nhớ tìm bác sĩ trị liệu mới cho tôi. Người này không được rồi, đổi đi. Vâng ạ. Đã muộn rồi, tôi còn gì phải làm. Tôi đi trước đi. Này. Này. Xin chào. Xin chào cô Lý. Chiến lược tiếp thị trực tuyến sản phẩm mới. Ngày càng có nhiều vụ tấn công tình dục trong thành phố. Tội phạm ngụy trang nhân viên bên dịch vụ vệ sinh, lừa nạn nhân để vào được nhà, thực hiện hành vi xâm hại. Mời vào. Giám đốc Cố, báo cáo tháng này từ bộ phận vệ sinh thủ công. Chú Kim, sao hôm nay lại lên đây? Đây là nhiệm vụ của Song Kiều mà. Nhưng nay cô ấy ra ngoài vì có đơn. Cô ấy nói sẽ về lúc 11 giờ sáng, nhưng giờ trưa rồi, gọi điện cũng không nghe. Vụ án vẫn đang được điều tra. Lời cảnh tỉnh công chúng, xin hãy chú ý giữ mình an toàn. Cô ấy đi đâu rồi? Đường Lâm Thanh số 10. Đường Lâm Thanh. Đường Lâm Thanh cách công ty không xa. Sao bây giờ vẫn chưa về? Có phải chảnh mãn không? Cháu sẽ gọi cho cô ấy. Cậu không nghe máy, cháu sa thải luôn.
Alo, Song Kiều. Cô đang ở đâu đó? Mau quay lại văn phòng, tránh ra, đừng lại gần. Cái gì? Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau. Đừng lại gần, đừng lại gần. Song Kiều, đừng lại gần, đừng lại gần. Song Kiều, cô không sao chứ? Tôi không sao. Giám đốc Cố, sao anh tới đây? Trông cô rất ổn mà. Sao trên điện thoại cô lại nói đừng lại gần? Điện thoại tôi có nghe. Tôi bắt máy à? Ừ. Đây là Tiểu Lỗi, hát nhạc hip hop. Cô ấy còn viết nhạc cho công ty nữa mà. Chào anh bạn. Anh bảo đừng lại gần hơn. Sàn nhà vẫn còn ướt. Khi anh hút bụi xong, thay ga giường ngay. Thay, tôi có một mảnh vải trong tay và xịt khử trùng. Dịch vụ của bộ phận vệ sinh thủ công ở Clean First là đỉnh nhất. Thì sao Kiều, cô biết hành vi đó đã vi phạm nghiêm trọng quy định công ty hay không? Huấn luyện thế nào cô quên hết rồi hay sao? Tôi xin lỗi giám đốc Cố. Dọn dẹp xong chưa? Ai trả tiền cửa cho tôi đây? Chào, tôi là giám đốc của Linfest. Hành vi thiếu chuyên nghiệp của nhân viên tôi đã gây hiểu lầm. Tôi thành thật xin lỗi. Còn về cánh cửa, tôi sẽ bồi thường. Ôi trời ơi, ngay từ đầu nói thế là được rồi, làm phiền rồi. Thì Song Kiều, đi thôi. Vậy cô đi đi. Cái chổi, tạm biệt nha. Thực ra, tôi tự đi xe buýt về được rồi. Anh bị thương rồi, để tôi xem cho. Không cần đâu. Dừng xe lại đi. Có khử trùng trong túi, để tôi băng bó cho. Không cần. Anh nghe lời đi mà. Dừng xe lại. Cũng không ngờ giám đốc Cố lại dễ kích động như vậy. Tôi có lý do để làm thế. Tôi phải giữ an toàn cho nhân viên của mình. Trước khi giữ an toàn cho nhân viên anh nên giữ an toàn cho mình trước đi. Cổ tay của anh vừa lành mà, lỡ là bị thương nữa thì làm sao? Chỗ canh xương tôi nấu trước kia bị lãng phí thì sao? Cô chỉ nấu có 2 lần thôi hả? Mấy lần sau tôi nấu đều thất bại hết. Lục Hiển cũng không giúp tôi nữa. Lục Hiển, anh ta dạy cô nấu món canh hả? Đúng rồi. Chẳng lẽ tôi nhờ bố dạy tôi? Thảo nào, ăn dở vậy.
Cô có biết sau khi bị thương, hấp thu nhiều canxi sẽ có tác dụng ngừa không? Chất hữu cơ trong xương bị mất cân bằng, không giúp ích làm lành vết thương. Không có ích. Làm tôi thức nguyên đêm để nấu luôn. Vừa nhiều dầu mỡ lại vừa dở nữa. Đừng để Lục Hiển dạy cho cô nấu món canh tầm thường đó nữa. Được thôi, sau này anh bảo bạn gái U Thiến Thiến nấu cho anh ăn đi. Từ giờ tôi sẽ không làm những chuyện thừa thải nữa đâu. Cô đi đâu vậy? Đi tàu điện ngầm về công ty để viết báo cáo. Song Kiều, giám đốc Cố đã có buổi họp bên ngoài, muốn cô mang tài liệu đến, có vẻ gấp lắm đó. Đồ anh cần đây. Cô giao tài liệu kiểu gì ngốc vậy? Không phải anh chọn giờ cao điểm để bảo tôi gửi tài liệu à? Cô vất vả rồi. Không vất vả. Không sao hết. Sao công ty không cấp xe cho cô ấy gì? Tôi giải thích với cô ấy nhé. Bỏ đi. Đi thôi. Quán bar của Gigi. Tôi còn gì phải làm. Tôi đi trước đi. Này. Cho tôi một ly tương tự. Dâng. Người nên đến không đến, người không nên thì tới rồi. Cô vẫn còn giận tôi về bức ảnh lần trước. Thiên Thiến, đó là vô ý thôi. Tôi không có ý gì đâu. Dù sao cũng không liên quan đến tôi. Cố Nhân Tề là chọc giận cô hay sao? Thôi quên đi. Đừng nhắc nữa. Anh còn chả hiểu chuyện gì xảy ra mà. Thiên Thiến, tôi đã nói rồi. Dù hai ta không thể thành đôi, nhưng cô vẫn có thể dựa vào tôi mà. Cô có thể kể cho tôi nghe mọi thứ. Nếu như cô thấy ổn, tôi nguyện đợi cô. Alo, Đông Hiền, chuyện gì vậy cô Mai Hoa? Cô muốn nhờ cháu một việc. Nhân Tề không giỏi thể hiện cảm xúc lắm. Cô đoán thằng bé vẫn chưa tặng Thiến Thiến món quà tử tế nào. Cô chọn rồi, đem quà cho con bé giúp cô nha. Cháu nhớ bảo là tâm ý của Nhân Tề đó. Dân, cháu hiểu rồi mà. Còn đây, cô uống cái này đi. Tôi không uống được nữa. Đây không phải rượu, nước ép mà. Uống vào cho tỉnh. Đây, uống thử đi. Thử một chút đi. U Thiến Thiến, tối nay cô không còn đường từ chối nữa đâu. Mức độ sợ bẩn của Cố Nhân Tề